Khoảng 13 giờ 28 phút ngày 3 tháng 4 trên đèo Mimosa đoạn qua phường 10 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng. Theo đó, chiếc xe tải biển kiểm soát 49H00529 chở hoa do anh Nguyễn Trung Đức điều khiển chạy theo hướng thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang đổ đèo Mimosa thì bất ngờ mất lái, lao sang đường đối diện và tông thẳng vào xe máy biển kiểm soát 79N1-84456 do anh Nguyễn Thành Được sinh 1990 điều khiển. Hậu quả khiến anh Được bị hất văng xuống mương nước bị thương, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn tại khu vực có mưa to, xe tải khi lưu thông đang đổ đèo với tốc độ nhanh. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông tại đèo Mimosa bị ùn ứ kéo dài trong khoảng 30 phút.